Tập 22. Bị cáo Từ Vĩnh Bang do có vài lần tranh chấp trong việc công lẫn việc tư với nạn nhân là Nới Thụ Tiêu, nảy sinh mâu thuẫn. Cho nên chính vì vậy, bị cáo đã dụ nạn nhân đến núi Phi Nga để hạ sát nạn nhân. Xưa nay Từ Vĩnh Bang ganh tị xếp đới nhanh hơn mình. Tháng trước xếp Từ bị mất một khẩu súng. Anh Tiêu cãi nhau với hắn, xem chút xảy ra xô xát. Sau đó anh Tiêu đuổi hắn về, không ngờ tên khốn này đã quay lại giết chồng tôi. Bác sĩ Mã, xin hỏi ông có nhận ra bao thuốc này hay không? Nhận ra, tôi đã kiểm tra lại bệnh lý, quả thật tôi đã kê toa cho Từ Vĩnh Bang. Và bao thuốc đó, sau khi xảy ra vụ án, chính là vật chứng đầu tiên mà cảnh sát đã tìm được tại hiện trường. Nạn nhân đã bị trúng đạn ở khoảng cách rất gần, viên đạn xuyên qua phế quản, thẳng qua xương hông bay ra ngoài. Thời gian gây tử vong dự đoán là khoảng từ 10 giờ cho tới 2 giờ sáng đêm hôm gây án. Tuy không phát hiện được khẩu súng gây án ở hiện trường, nhưng mà sau khi chúng tôi kiểm tra phạm vi vết thương để lại, chúng tôi đã phát hiện sự trùng hợp với kỷ lục bắn súng của bị cáo. Tức là viên đạn đó bắn đi từ khẩu súng của bị cáo gây ra cái chết cho nạn nhân. Thưa quan tòa, nhân chứng bên khống đã cho xong lời khai. Luật sư biện hộ có thể bắt đầu cho mời nhân chứng. Cảm ơn quý tòa. Thưa cô Tống, cho hỏi từ 10 giờ đêm tới 2 giờ sáng ngày 25 tháng 11 năm ngoái, trong khoảng thời gian đó cô đang ở đâu và đang làm những gì? Hôm đó tôi và con tôi Tống Sang Sang cãi nhau vài câu, nó liền bỏ nhà đi. Cho nên tôi đã gọi điện cho anh Bang nhờ ảnh tìm giùm đứa con. Anh đã cùng tôi kiếm mấy tiếng đồng hồ ở gần Tân Y Bản. Sau đó bạn của ảnh, cô La Quệ Phương đã gọi điện cho tôi, nói tôi biết là con tôi đang ở nhà cũ, nên anh Bang đã đưa tôi về nhà. Khoảng thời gian đó là khoảng 1 giờ mấy đó. Tức là trong lúc xảy ra vụ án, cô và thân chủ tôi đang đi chung, có đúng hay không? Phải. Tại sao cô lại nhờ bị cáo đi tìm lại đứa con cùng với cô? Bởi vì tôi và anh Bang là bạn thân, bấy lâu anh đã thay tôi chăm sóc nó. Tôi biết nó rất nghe lời anh. Tại sao bị cáo lại thay cô chăm sóc cho đứa con? Vì năm đó tôi là người mẹ ngoại giá thú. Sau khi tôi sinh Sang Sang, gã đàn ông đó đã ruồng bỏ tôi. Tôi cũng bỏ mặc Sang Sang đi lưu lạc một mình. Mười mấy năm qua, anh Bang rất tốt bụng, lúc nào cũng chăm sóc Sang Sang giùm tôi. Anh là người tốt, anh không bao giờ giết người được. Anh thay cô chăm sóc cho đứa con không phải vì tốt bụng. Thực chất ảnh chính là cha ruột của con cô Tống Sang Sang. Phản đối luật sư bên khống suy đoán vô căn cứ. Thưa quan tòa, tôi không hề suy đoán vô lý. Tập hồ sơ này là tài liệu có liên quan tới lý lịch khai sanh của Tống Sang Sang tại phòng đăng ký sinh tử. Ở cột tên cha đích thực đã ghi rõ tên Từ Vĩnh Bang và mã số của giấy chứng minh nhân dân. Tuy bị cáo và nhân chứng chưa chính thức đăng ký kết hôn với nhau, nhưng đích thực lúc đó bị cáo từng tuyên thệ chứng tỏ mình chính là cha ruột của Tống Sang Sang. Thực ra là tờ khai sinh đó. Thưa quan tòa, tôi xin phép đưa hồ sơ lý lịch khai sinh này và hồ sơ tuyên thệ làm bằng chứng trước tòa. Chuyện giấy khai sinh sao cô không nói cho tôi biết chứ? Chuyện cũ như vậy, thật sự nhất thời tôi không nhớ nổi. Nhưng tôi đã giải thích rồi, vì ảnh muốn giúp tôi nên mới làm giấy khai sinh giùm thôi mà. Cô có biết hay không, nếu chuyện này do tôi mời cô đứng ra nói, có lẽ bồi thẩm đoàn sẽ tin. Nhưng mà bây giờ bên khống đã lật tẩy sẽ rất rắc rối. Có phải tình hình bây giờ rất bất lợi cho Vĩnh Bang không? Bồi thẩm đoàn sẽ hiểu lầm những gì chúng ta nói là câu chuyện bịa đặt để cứu vãn tình thế thôi. Tính sao bây giờ? Xin lỗi nha, lỗi cũng tại tôi. Thôi bỏ đi, chuyện cũng lỡ rồi, trách nhau cũng vô dụng. Để tôi thử bàn lại với ông Từ coi sao cái đã. Tôi thật vô dụng, tự nhiên đáng trí như vậy. Đừng tự trách mình nữa, cô đã cố gắng lắm rồi. Cô không ngại chứ? Hả? Ý tôi muốn nói là chuyện làm giấy khai sinh, thật tình anh Ba muốn giúp tôi thôi, giúp tôi không có gì đâu mà. Khờ quá, lý nào tôi không tin cô và anh Ba. Má, cô La, luật sư nói sao? Lên xe rồi mình nói đi. Anh chưa về hả? Sao vậy? Anh lại buồn chuyện gì?
Anh nghĩ người đang buồn chính là em. Anh nghĩ đi đâu vậy? Không lẽ anh nghĩ em với anh Bang là có quan hệ? Anh không muốn nói em và Vĩnh Bang tằn tiện, nhưng mà chuyện quan trọng như vậy anh cũng có quyền phải biết chứ, đúng không? Chuyện đã cũ rồi, em không còn nhớ nữa. Nếu như nhớ em đã nói cho luật sư biết rồi, đâu có cần bị người ta gặn tới nỗi đớt cả lưỡi. Thôi đừng có giận nữa, chưa chắc anh đã tin. Vui lên đi, anh xin lỗi. Không phải là em giận anh, em chỉ giận mình thôi. Không có chút hữu dụng, vậy mà cũng không giúp được. Dù gì cũng ra tòa để tìm cách khác. Thôi khuya rồi, về nhà nghỉ đi. Wow, chỗ này hẻo lánh yên tĩnh, không có bóng người bóng xe. Hôm xảy ra vụ án đâu có ai tình cờ có mặt ở đây. Dù có cũng đâu có trùng hợp tới nỗi chứng kiến mọi chuyện. Anh có nghe nói câu thiên la địa võng hay không vậy? Hắn không tiêu diêu tại ngoại được lâu đâu. Tìm đi. Ủa, sao cuốn truyện tranh lại ở đây vậy? Coi nè. Nè. Không chỉ có manh mối. Theo tình hình thì tên này thường sống ở đây, nhưng hình như là bị hốt rồi. Hay là vậy, mình qua khu vực khỏi thăm nhân gì coi sao. Ha, đi. Phải, tôi cũng có hồ sơ lưu của cảnh sát. Hai tuần trước hắn bị nhân viên của chúng tôi bắt được. Bây giờ chắc là giả về bển rồi. Mau lên, con nít bày đặt ăn chơi nữa hả, mau lên. Nè, ngồi xuống đi. Chuyện gì vậy? Giác khách bất hợp pháp, tên nhóc này cũng lì lắm, cố gắng lắm mới bắt được nó về đây đó. Sếp à, cho tôi cơ hội đi mà. Vụ án của sếp đới tạm thời đang trong vòng điều tra, không ai được tiết lộ. Những mệnh lệnh trước đây ông đưa ra tạm thời cứ để đó. Cậu cứ lãnh đạo tổ A như cũ đi. Thank you sir. Ráng giữ thần. Yes sir. Ai dẫn mày tới núi Phi Nga? Mày sống ở đó bao lâu? Tháng trước ở đó có một vụ mưu sát, mày có nhìn thấy gì không? Chuyện gì? Ăn chơi đường Phan Lan, kiểm tra không có giấy chứng minh. Để tôi hỏi cho, hai người đi ăn cơm đi. Ê, đỡ quá. Nghỉ đi, nè, ăn cơm, mau lên. Ăn cơm gì, giờ ăn cơm đi, đi mà. Giờ này tôi cho đói mà. Trời, đi đi. Ăn cơm đi. Trời, ăn cơm hả? Anh có tới nước Phi Nga không? Đâu có đâu sếp. Không hả, anh vừa mới nói có mà. Tôi chỉ tạt ngang qua thôi. Không có ở đó, tôi qua đây được 2 tuần. Trước đây tôi ở Thạch Quyên. Mới 2 tuần thôi sao? Dạ phải sếp, tôi sẽ trở lên đó liền. Yên tâm đi, chút nữa tôi đưa anh qua phòng tạm giam, anh sẽ được giải về bến. Cảm ơn sếp. Anh nghĩ cho kỹ đi, nếu vẫn chưa tìm ra nhân chứng, ngày mai họ sẽ kết tội. Sau khi cãi nhau với đối thủ tiêu, anh có nhận được điện thoại của Tống Đình. Sau đó thì anh lái xe đi đón cổ. À, nhớ ra rồi. Xe chúng tôi quẹt trúng một người, sau đó chúng tôi còn cho hắn 500 mua thuốc. Ở đâu vậy? Làm sao mới tìm được hắn? Tôi thấy hắn đi tới chân cầu, ngồi xuống chiếc giường thứ nhất. Có ký túc xá hay không? Ở gầm cầu nào? Đối diện xưởng Quảng Đông trường Tân Bộ, hướng về hướng sân bay. Nếu như mà nhìn xéo thì còn thấy trạm xe buýt nữa. Trạm Lệ Quyển Cử. Đúng rồi. Hắn có đặc điểm gì? Hắn khoảng 40 tuổi, mặt mày hốc hác, cao khoảng 1m50. Không có đặc điểm gì đặc biệt. Mình mau tới đó tìm hắn đi. Đừng tự ý đi tìm nhân chứng. Nếu trên đường xảy ra chuyện gì, bên khống sẽ buộc tội chúng ta cho nhân chứng giả đó. Vậy bây giờ tính sao? Tôi sẽ cho thư ký đi, như vậy sẽ đỡ hơn. Ông mau cho người đi tìm hắn đi, thời gian quá gấp rút rồi, không thể nào kéo dài được. Cô yên tâm đi, hy vọng sẽ mau chóng tìm được. Thưa quý tòa, do thân chủ tôi còn có một nhân chứng vẫn chưa liên lạc được, tôi khẩn xin quý tòa tạm dừng việc xét xử.
phản đối. Phản đối biện hộ tùy tiện đưa thêm nhân chứng. Thưa quý tòa, mưu sát là một tội danh rất nghiêm trọng. Nếu tội danh thành lập sẽ bị kết án tù chung thân. Tôi muốn đảm bảo công bằng tuyệt đối khi tiến hành xét xử cho thân chủ tôi. Nhân đây tôi khẩn xin quý tòa cho chúng tôi có đủ thời gian để tìm nhân chứng. Được, tòa cho phép. Một tuần sau xử lại. Biện hộ nên tận dụng khoảng thời gian này. Tòa không muốn xuất hiện bất cứ cuộc xét xử nào không công bằng. Cảm ơn quý tòa. Luật sư Hứa, ông phải nhanh chóng tìm được nhân chứng. Cô yên tâm đi, khi nhận vụ án này tôi còn lo hơn cô rất nhiều đó. Xin lỗi nha, tôi bận chút chuyện. Nếu có tiến triển gì tôi sẽ thông báo sau. Dạ được. Bye bye. Bye bye. Bận công chuyện hay là bận đi với bộ? Thằng luật sư này thiệt là mất mặt mà. Xin lỗi nha, không ra đón em. Có sao đâu, anh đâu phải lần đầu tiên không ra đón em. Em có biết không, anh vừa mới nhận một vụ án làm cho anh rất rối. Bản thân cũng biết. Lúc đầu quen với anh em đã biết trước rồi mà. Nhưng mà không ngờ 3 năm sau anh lại còn bận hơn lúc trước nữa. Đừng giận nữa mà, hôm nay anh sẽ dành cho em. Cũng được, nhưng mà mấy ngày tiếp theo anh cũng vậy nha. Vậy hả? Năn nỉ mà, tuần sau em đã bay về bển nữa rồi. Anh rất hiểu, nhưng mà không biết khi nào vụ án này mới xong nữa. Hay làm vậy, anh hứa với em, khi nào vụ án xử xong anh sẽ bay qua đó đón em, ăn mừng Giáng sinh với em. Được, anh nói đi nha. Được, quân tử như ngu. Bây giờ mình ăn cái gì đi? Tụi em thôi. Làm ơn. Dạ. Tôi muốn tìm luật sư Hứa. Luật sư Hứa đi vắng rồi, cô có giới hẹn không? Tôi không có. Yên tâm đi, nhưng mà... không sao đâu. Vụ án này chắc chắn là có thể bảo lãnh mà. Ngày trong cậy dọn. À, được rồi, bye bye. Bye bye. Làm ơn. Chào cô. Cho hỏi luật sư Hứa chừng nào về? Anh đang hầu tòa. Có lẽ cũng sắp về rồi. Đang hầu tòa? Vụ án của chúng tôi ít hôm nữa sẽ xử. Ông còn nhận thêm vụ án khác. Nếu nhân chứng gọi điện tới hỏi Từ Vĩnh Bang, anh tính sao? Cô yên tâm đi, ở đây có rất nhiều người xử lý. Vậy anh có tin tức gì không? Tin tức gì? Kẻ ngủ lề đường và cặp vợ chồng làm chứng đó. Tôi đã cho người theo dùm rồi. Cho người theo dùm? Không phải, chúng tôi... Anh làm vậy là sao? Ông Hứa đã về rồi, ông Hứa. Là cô hả? Mời cô vào trong. Mời cô. Ngồi đi. Tôi biết ông đang lo xử vụ khác, bù đầu bù cổ. Nhưng ông đã nhận tiền của chúng tôi, ông cũng nên tích cực làm việc chứ. Giết người không phải là chuyện đùa. Nếu ông không rảnh cũng phải báo cho chúng tôi biết chứ. Cô La, cô bình tĩnh lại đi. Ông Diệp Vĩnh Cơ đã nhờ chúng tôi đăng báo tìm người khắp Hồng Kông, để tìm kẻ hôm đó đã gặp Từ Vĩnh Bang. Nhưng mà cô yên tâm đi, nếu tìm được chúng tôi sẽ báo cho cô. Tôi nghĩ không nên chờ đợi lâu như vậy. Tôi không hiểu ý cô cho lắm. Ra ngoài tìm đi. Nhiều khi người ta không biết chữ thì sao? Tóm lại không nên ngồi chờ như vậy. Trên cơ bản thì có thể được, nhưng mà... Thôi đủ rồi, tôi tự ra ngoài tìm. Cô La. Cô La à? Ông Hứa à, cổ làm giáo viên, sao nóng nảy quá vậy? Đó gọi là biểu lộ chân tình đó. Chỗ này không có toilet sao? Coi bộ là chỗ này rồi. Chú Hai à, cho hỏi. Chú à, cảnh sát đây. Chú Hai, tháng trước chú có bị xe đụng không? Ông già cô bị đụng thì có ở đó trù hiểu à. Cách đây một tháng khoảng chừng 2 giờ sáng, mày thấy ở chỗ này có chiếc xe nào đụng ai hay không hả? Mày cầm sao? Xe màu trắng. Có ai nhìn thấy chiếc xe màu trắng hay không? Lần đó hắn đền gần 500 tiền thuốc men đó. Bác Hai. Bác Hai à. Bác Hai à, bác thức dậy đi. Bác. Sao hả? Ông ngủ say quá. Bác Hai à. Bác à. Bác Hai à. Chết rồi. Anh đôi 4 gọi xe cấp cứu. Chị Hai à, không sao chứ? Hey, trời ơi, lâu lâu nó mới bỏ nhà đi chơi, cần gì lo dữ vậy chứ.
Chú Hai à, gần đây chú có thường hay lui tới chỗ này không? Tối nào mà tôi không ngủ ở đây. Chú có nhìn thấy chiếc xe màu trắng đụng ai hay không? Hờ, hắn còn nhận 500 tiền thuốc chứ gì. Sao chú biết? Kẻ bị đụng đó có phải là ông không? À, tôi đoán mò thôi. Chú đoán mò hả? Hả? Sao mấy người khẩn trương vậy? Mấy hôm trước cũng có một thằng bốn mắt tới đây hỏi thăm y như các người vậy. Thằng bốn mắt hả? Ờ phải, nó mặc đồ tây, da vẻ của nó hồng hào. À, nó còn đưa cho tôi danh thiếp nữa. Nè, Hứa Diễn Quang. Vậy là luật sư Hứa đã tới đây tìm. Nè cô Phương à, đừng có trách nhầm người tốt nữa. Đó, thằng Trung nằm ở bên kia kìa, mấy hôm trước cũng bị xe đụng vậy. Bây giờ hắn đang ở đâu? Chừng nào hắn mới về? Hey, đã làm ăn mày rồi, hỏng nhà hỏng cửa. Đó, như là ông già ở bên kia, đi chơi tí cái giống gì. Chú Hai à, nếu có tin gì nhờ chú báo cho chúng tôi biết nha. Rồi để coi sao. Nhưng mà tôi đâu phải là bảo vệ đâu. Tôi còn mấy trăm đồng, chú cầm lấy uống nước đi. Nè, ý tôi không phải là đòi tiền cô nha, tại cô đưa cho tôi đó thôi. Làm phiền chú nha. Tự Kiền, chào em. Hôm nay chị không đi dậy, sao không ngủ thêm một chút? Chị ngủ không được. Ông già đó có gọi điện tới không? Không có. Chị Hai à, bây giờ chị ốm đi rất nhiều đó. Em biết chị vì chuyện của anh Bang mà lao tâm, nhưng mà hết cách rồi, chị cũng phải lo cho sức khỏe của mình chứ. Chị biết, em lo đi làm đi. Ê, chắc là có tin. Để em mở cho. Chào cậu. Chào bác, mời bác vào. Chào bác. Phương à, dạo này cháu vì chuyện của thằng Bang chạy đôn chạy đáo, chắc ít khi ăn uống. Bác có nấu cháo cá, cháu ăn đi. Cảm ơn bác gái. Bác kêu chị qua nhà ăn kìa. Bác à, con đi nha, con có chuyện phải làm. Có tin gì mới nhớ nói cho chị biết nha. Được rồi. Cháu không sao thật chứ? Dạ không. Bác định vào chùa lễ Phật cầu phước cho thằng Bang. Dạ được. Quẻ sâm thứ 18, sâm này bao công hồi Lý Hậu. Trời ơi, là sâm hả mà? Con tôi hết cứu giảng rồi sao? Bà yên tâm đi, quen biết bà bao lâu rồi, con người của con bà thế nào ai cũng biết. Chữ Lý Hậu trong quẻ sâm này là trung thần, lại bị kẻ gian bày trò, linh miêu tráo chúa, hại người đúng 18 năm. Như vậy mới khổ đó. Cũng may, có Bao đại nhân. Bao đại nhân thiết diện vô tư, ha, rửa sạch hàm oan cho con bà, tới cuối cùng thì cũng được kết quả mỹ mãn. Nhưng mà Lý Hậu cũng phải chịu khổ 18 năm, vì vụ xử của anh hai tôi có thắng kiện được không đây? Sẽ có sự lặp lại. Có câu tiền hung hậu kiết, hậu lai thiên tứ, dân định thắng thiên. Chỉ cần tâm tại, ông trời sẽ giúp cho họ. Không sao đâu, bà yên tâm đi. Cảm ơn. À, cảm ơn ông. À, không có gì. Chào cô. Ông đi khuya vậy? Cô cũng vậy mà. Ông cần khăn giấy à? Nè. Cảm ơn. Không có gì. Xin lỗi nha, lần trước tôi đã hơi quá đáng. Chỉ cần cô đừng nói ra, mất công họ cười tôi nữa. Ha, anh chàng Trung này lúc ẩn lúc hiện. Tối nào ông cũng tới à? Thời gian của tôi đẻ ra tiền, tôi không muốn lãng phí. Công tác ngang qua đây, ghé vô canh chừng thôi. Tôi phải đợi cho bằng được. Chỉ còn 2 ngày thôi, nếu không có tôi sẽ không đi đâu hết. Cô mệt lắm rồi đó. Không sao. Cô đợi tôi chút nha.
Ngồi đi. Cô không mệt cũng khát nước chứ. Qua đây ngồi đi. À, cảm ơn. Chính là hắn. Tôi có nghề nghiệp đàng hoàng nha. Tôi làm nhà hàng đó. Còn địa bàn đó là chỗ tôi ngồi nghỉ chân thôi. Dạo trước anh bỏ đi đâu? Mới đây đó tôi theo đoàn tàu ở bên Macau trở về đây. Còn hai tuần trước thì tôi về quê thăm nhà. Từ Macau qua bên đó rất là gần. À, nói thiệt nha, cũng nhờ thằng cha họ Từ. Từ cái gì ta? Có phải Từ Vĩnh Bang hay không? Nè. Cảm ơn. Chỉ là hắn á. Hắn cho tôi 500 đồng luôn. Lễ phép lắm kìa. Qua ngày hôm sau tôi trúng được 6 con số. Lãnh cả chục ngàn luôn. Sau đó tôi qua bên Macau ăn tiếp 30 mấy ngàn nữa. Có tiền dĩ nhiên phải vui chơi rồi. Mà chơi vui thiệt ha. Vậy ông có nhận ra Từ Vĩnh Bang về chiếc xe đó hay không? Số xe thì tôi quên mất rồi. Nhưng mà còn hắn có lẽ vẫn nhớ. Chưa hết nha. Nè, 500 đồng hắn đưa cho tôi đó. Bây giờ tôi vẫn còn giữ nè. Tiền may mắn mà. Quả mà cao thua trái túi cũng không dám móc ra xài nữa. Lần này có nhân chứng rồi, chắc chắn bồi thẩm đoàn sẽ tin. Khả năng thành công rất là cao. Tôi muốn đi toilet chút được không vậy? Ra cổng chính quẹo trái. Được rồi, tự đi được rồi. Có bộ ông bận lắm. Cô chờ tôi một lát. Hắn là dân nghiện sao? Hắn nói đã bỏ chích lâu rồi. Gần đây có tiền mới làm vài mũi thôi. Sống ở gầm cầu lại nghiện ma túy, chưa chắc gì bộ thẩm đoàn chịu tin đâu. Không sai, khả năng tin tưởng rất là thấp. Nhưng mà tìm được nhân chứng này, ông có thể nghĩ lại và không đưa hắn ra tòa. Ngựa chết thì xuống đi bộ, đâu còn cách nào. Vậy đi, để tôi kêu hắn ngày mai ăn mặc nghiêm chỉnh, no nê rồi hãy ra tòa. Phản đối. Thưa quý tòa, nhân chứng bên biện hộ nghề nghiệp bất chính, lai lịch bất minh, hơn nữa lại là con nghiện, thân chất không đủ tư cách ra tòa để làm chứng. Nè anh hai à, chỉnh giùm tôi cái coi. Vậy được chưa? Đây, được rồi. Đẹp trai chưa? Được rồi. Xét trên pháp luật mọi người đều bình đẳng. Tòa án không lý nào từ chối một người có tinh thần bình thường, hơn nữa lại có liên quan quan trọng đối với vụ án đứng ra làm chứng. 500 đồng mua cái gì? 500 đồng mua cái gì? 500 này mua cái nè, gì? Nè anh Trung à. Anh bình tĩnh lại đi. Đừng có khẩn trương quá. Từ nhỏ tới lớn, tôi làm việc thiện lần đầu đó. Tôi không khẩn trương sao được. Anh sao vậy? Bị cảm hả? Đâu có. Rõ biết người này có vấn đề, mức độ đáng tin trong lời khai sẽ làm người nghe nghi ngờ, vẫn chấp nhận đưa ra làm chứng. Rõ ràng muốn làm lãng phí thời gian mà. Có câu biết sai chịu sửa. Nhân chứng tôi cách đây một năm đã từ bỏ con đường nghiện ngập rồi. Ở đây tôi có hồ sơ ông ta vào trại cai nghiện Tự Thạch Quế Châu và những đánh giá của các nhân viên hữu quan. Kính mong quý tòa xét lại. Nè anh à, anh làm sao vậy hả? Tôi kêu anh làm xong rồi hãy tới mà. Đâu có anh hai, tôi cũng muốn lắm. Không biết có phải lâu ngày thiếu nó hay là ghiền quá độ. Còn mấy thứ hồi sáng đâu có đủ phê. Tòa cho phép nhân chứng ra hầu. Anh hai à, cho tôi chơi một mũi cho đỡ ghiền đi. Không được. Giờ phút này rồi anh không được đi đâu hết. Ráng cầm cự đi. Không được đâu, tôi chịu hết nổi rồi. Anh Trung à, anh Trung. Tòa cho anh vào hầu. Cảm ơn sếp.
Tôi là Trần Chí Trung, tuyên thệ trước tòa, tất cả lời khai của tôi hoàn toàn là sự thật. Luật sư biện hộ có thể bắt đầu. Kính thưa quan tòa, do nhân chứng sức khỏe không ổn, tôi khẩn xin tạm thời giải lao. Phản đối. Nhân chứng không hề bị bệnh mà là lên cơn nghiện ngập. Nhân chứng này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Theo tôi không đủ tư cách để làm chứng. Được, được, tôi có thể làm được mà. Được, nếu đã là vậy, luật sư biện hộ mời anh bắt đầu. Ông Trần à, trong khoảng thời gian 10 giờ đêm ngày 25 tháng 11 năm ngoái, trong khoảng thời gian đó, ông đang ở đâu và làm những gì? Dưới gầm cầu, ở dưới gầm cầu đường Tân Mộ. Tôi định đi qua đường hóng gió, bị xe của ông đụng té. Sau đó ông định 500 tiền thuốc men cho tôi. Ông Trần, có phải ông đang bị bệnh hay không? Tôi thấy không khỏe. Nếu bây giờ có ai đưa bạch phiến cho ông, có phải ông sẽ nghe lời người đó hay không? Phản đối. Phản đối anh Khống đưa ra vấn đề mang tính giả thiết, không liên quan tới vụ án. Phản đối hữu hiệu. Luật sư bên Khống mời hỏi câu hỏi khác. Ông Trần, ông nói là đêm vụ án xảy ra, ông bị xe của bị cáo đụng té. Ông có bị thương hay không? Và ông có đi bác sĩ hay không? Ông nói vậy thì ông đưa cho tôi 500 rồi mà. Tôi vừa hỏi ông có bị thương hay không và có bác sĩ nào làm chứng cho ông hay không. Không có. Thưa quý tòa, tôi đã hỏi xong. Hỏi xong rồi hả? Vậy tôi đi được chưa? Nhân chứng có thể ra ngoài. Vì bồi thẩm đoàn mặc áo xám hôm qua, mặt người đó rất thông minh. Nhìn mặt người đó chắc chắn sẽ tin những gì Trần Chí Trung nói. Chỉ cần hai bồi thẩm tin thì cả đoàn bồi thẩm cũng bị người đó thuyết phục. Mọi người nghĩ tôi nói có đúng không? Đừng có gạt mình nữa. Hy vọng càng nhiều thất vọng càng cao. Anh không nên bi quan như vậy, vẫn còn hy vọng mà. Tôi còn cơ hội không? Thành thật mà nói, cơ hội của anh rất thấp. Không lý nào cơ hội lại thấp được. Ảnh vô tội, ảnh không giết người, ảnh không. Chị Hai à, chỉ có cách này mới giúp được anh thôi. Là cách gì, ông nói mau đi. Nhận tội ngộ sát. Tôi sẽ thương lượng với sở hành pháp, cố gắng giảm án cho anh. Không thể được. Tôi biết anh sẽ rất khó chịu, nhưng anh bình tĩnh suy nghĩ lại đi. Bây giờ cách này là tốt nhất rồi. Dù tòa án có xử tội tôi cũng sẽ khiếu nại. Tôi không hề giết người. Cho dù kẻ đó có mít lòng tôi cách mấy, tôi cũng không làm vậy. Anh Ban không còn cơ hội nào sao? Hai nhân chứng của chúng ta đều có vấn đề. Tống Đình sẽ bị nghi ngờ là cho lời khai giả. Còn tên nghiện ngập ra tòa lại bệnh hoạn, hoàn toàn không có ai tin hắn. Chỉ tại tôi sắp xếp không chu đáo. Anh đã cố gắng lắm rồi, tôi không trách anh. Nếu muốn trách ta thì trách số mạng của nó xấu đi. Anh có sao không vậy? Để em xin bảo lãnh đưa anh đi bác sĩ. Không sao đâu, chuyện nhỏ thôi. Đành rồi chú tới thăm ba má giùm tôi, mất công họ lại buồn nữa. Thực ra ngoài họ vẫn còn một người lo lắng cho anh. Là ai? Ba tới đây rồi, ông ấy rất muốn gặp anh. Tới thăm tôi làm gì? Thương hại tôi hả? Anh đừng nói vậy mà. Thực ra bấy lâu nay ba vẫn luôn quan tâm vụ xử của anh. Ba tin là anh vô tội, ba rất muốn giúp anh đó. Dù gì thì cũng là cha con, đừng như vậy mà. Tôi họ Từ, còn ông họ Diệp. Tôi không có người cha bỏ vợ con như vậy. Làm gì nói lâu vậy? Ba, ảnh không muốn gặp ba.
Vô đi. Vừa rồi thấy ông ăn cơm không có ngon miệng, tôi biểu chị Tư hầm canh cho ông ăn đi nè. Sẵn nóng ông ăn đi. Wow, có phải tôi làm cha rất là tệ hay không? Dĩ nhiên là không. Bà không cần phải dỗ ngọt tôi. Tôi đâu có dỗ ngọt ông. Nè, ông dạy được hai đứa con ngoan ngoãn như vậy, mấy đứa cháu gái, cháu trai ai cũng thương ông hết. Được như vậy mà ông còn muốn cái gì nữa? Uống đi ông. Tính cách của bà được nhất là ở chỗ này. Không bao giờ nói chuyện làm cho người ta khó chịu. Còn chị hai của bà thì... Tính của chị hai cũng đâu có gì. Tại chị ấy thẳng thắn quá thôi. Nói xấu tôi chuyện gì vậy? Đâu có. Tụi em nói chuyện chơi thôi. Anh chị có chuyện bàn hả? Đem ra ngoài. Ngồi xuống đi. Tôi đâu phải hổ dữ. Có sợ bị ăn thịt hả? Tuần sau bác hai và bà con ở Thượng Hải qua. Tôi định đi Bảo Liên với họ. Đại khái là để ăn chay. Ông có đi hay không? Bà đi với họ đi. Tôi không được vui. Sao ông lại không vui chứ? Phải đó. Ngân hàng bận bịu lắm hả? Ông đừng nói cho tôi biết ông muốn nghe tòa xử. Con người ông thì không biết phân biệt à. Người ta đã sớm không chịu nhận ông rồi mà. Tôi ngài cứ lo cho cái thằng tù tội đó. Bà nói đủ chưa? Có phải bà muốn thằng ba nó vô tù bà mới vừa bụng hay không vậy? Ông làm gì mà dữ vậy? Con người của bà được voi đòi tiên muốn chiếm cho bằng được. Năm xưa bà đuổi cô Cầm, tôi cũng không nói gì. Cô Cầm nằm liệt giường, tôi đòi trước thằng ba về, bà cứ khăng khăng không cho. Bao nhiêu năm qua. Được rồi, bà thấy chưa? Bây giờ nó vẫn không chịu nhận thằng cha này. Bà vui rồi chứ, đâu còn ai dành với bà nữa. Nè, chị hai, bỏ đi. Chuyện xa lắc xa lơ rồi còn nhắc để làm gì chứ? Nếu cô không phải là em của bà đuổi cô đi từ lâu rồi. Phải rồi, đúng rồi đó. Tất cả lỗi tại tôi. Ai biểu năm xưa ông ruồng bỏ vợ con để cưới tôi. Nếu không nhờ ba tôi cứu ông hả, ông bị chém chết từ lâu rồi à. Bụng dạ của bà độc ác, có chừng bị quả báo đó. Lão gia, đi 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 đi, đuổi theo ông đi. Đúng là vô lương tâm mà. Ăn đi. Tuyệt thực cũng không giúp gì được cho ảnh đâu. Mọi người không hiểu đâu. Tôi thà là người bị hại là tôi. Ai nói không hiểu chứ. Chị hai của tôi lo ra mặt luôn à. Không biết phải làm sao nữa. Ê, thiệt là cục hứng mà. Người nào người nấy cũng buông đũa. Để tôi ăn một mình giống như là mất nhân tính vậy. Ăn thì lo ăn đi, ai thèm trách anh đâu. Ê, chào ba sếp, ba sếp, ba sếp ở đây á. Coi như tôi có lộc ăn ngày hôm nay rồi ha. Cha, cho ăn tô mì gà đặc biệt đi, mau lên. Wow, tụi tao ăn toàn xí quách. Mày ăn sang quá, tự mày trả đi. Cứ ăn xình ăn ké, không có sĩ diện chút nào. Mấy sếp làm gì nhỏ mọn quá vậy trời ơi. Sao đây, đang lo vụ án của anh Ban có đúng không? Anh có tin gì đây? Dù có thì cũng phải giếm luôn chứ. Không lẽ đi giúp nhân chứng hạ gục cộng tác của mình hay sao mấy sếp? Thằng ngốc, có gì thì nói đại ra đi. Mày tới đây. Đây, đây, đây. Dạo trước á, có một thằng nhà quê nhìn thấy sếp đới bị người ta thủ tiêu á. Nè khoan đã, thằng nhóc nó đâu rồi? Bị giải qua bển luôn rồi. Cũng may á, bằng không thì sẽ có thêm nhân chứng buộc bạn của anh rồi. Khoan ăn cái đỡ. Gì á? Tìm thằng nhóc nó ở đâu? Nói, nói mau đi. Tìm nó ở đâu đây? Được, với tao là sẽ lần ra mày thôi. Thôi, xong rồi. Hắn tên là Lý Hồng Tinh, 28 tuổi, người Đông Môn Thượng Đỉnh. Tuần rồi mới bị giải qua bển. Nhìn động tác là biết hắn tên gì rồi. Lý Hồng Tinh. Ủa, đây là hồ sơ gốc của sở mình mà. Là công việc của ai vậy? Vậy sao? Để tôi coi. Nhưng mà vậy, có ích gì đâu. Thằng nhóc này trốn qua đây hồi tháng 10, còn đới thủ tiêu 25 tháng 11 mới bị thủ tiêu. Ai dám nhận tội chứ, đừng có uổng công. Phải rồi, không thể là hắn được đâu. Không được đâu. Lục toàn bộ văn phòng mới tìm được hồ sơ của Lý Hồng Tinh.
Dù sao cũng phải thử đi một chuyến. Sáng mai tôi sẽ đón tàu lửa qua đó tìm hắn. Tôi có người quen ở Đông Môn, để tôi đi chung. Nhưng mà thôi đi, hãy để tôi đi. Dù gì cũng là anh hai của tôi. Thôi anh thôi, vậy tôi ở lại đây. Nè, nếu như có trục trặc gì lập tức gọi về báo cho tôi. Luật sư Hứa à? Là anh hả? Nếu như tìm được Lý Hồng Tinh, không những có thể giúp được cho anh Bang, mà còn tìm được tên hung thủ, tôi cũng hy vọng có thể. Tìm được hắn hay không mới là điều quan trọng. Hắn có phải là nhân chứng có mặt ở hiện trường gây án hay không lại là chuyện khác. Tôi nghĩ tòa án sẽ không cho phép tạm quản. Thứ hai này tòa sẽ kết án. Chúng ta còn thời gian một ngày. Hy vọng anh tìm được hắn. À phải, chị hai của anh có biết chuyện này không? Làm gì biết chứ, anh là người đầu tiên tôi gặp đó. Tôi nghĩ anh đừng nói cho cổ biết, cổ đang rất lo lắng. Mấy hôm nay phiền anh chăm sóc chỉ giùm tôi. Tôi biết rồi. Đêm hôm khuya khoắt gọi điện cho tôi làm gì, có chuyện gì hả? Có người đã nhìn thấy tôi giết người. Hắn là tên Dược Biên, mới bị giải về bên kia. Sáng mai tôi sẽ cùng La Tử Kiện đi Đông Môn tìm hắn. Lỡ bể thì sao? Tôi cũng không biết sao nữa. Tôi chỉ mong đừng tìm được hắn thôi. Nếu mà tìm được hắn anh sẽ không ổn. Chuyện này đừng bao giờ dây dưa kéo dài. Anh đội 4 giới thiệu có phải không? Đảm bảo chắc ăn. Hai người là nhân viên của anh hả? Chú Chính à, không biết chừng nào mới có tin của Lý Hồng Tinh vậy? Anh yên tâm đi, sáng nay tôi vừa nhận được điện của mấy ảnh, tôi đã lập tức phân tán anh em đi ra soát hết rồi. Thật ra chỗ này có lớn lắm đâu chứ. Chú Chính này muốn kiếm ai á thì không bao giờ uổng công đâu. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Dĩ nhiên lo cái bụng trước chứ. Nè, uống thêm ha. Tôi khỏi, để tôi tự nhiên. Hey, mấy người đừng có tưởng đất Hồng Kông mới có đồ ăn ngon. Bây giờ đất nước kinh tế phát triển rồi, chỗ của chúng tôi thiếu gì thứ đạt chuẩn chứ. Nè, ăn tự nhiên nha. Ăn đi. Sao vậy chứ? Bộ hai người không vừa miệng hả? Hey, không sao không sao, để tôi gọi lại món khác nha. Tôi nè. Khỏi đâu. Tôi không đói. Chú Chính à, gì? Chú làm ơn tìm Lý Hồng Tinh giúp chúng tôi đi. Ê, muốn kiếm phải dằn cái bụng trước chứ, có đúng không? Nè ăn đi đi, tiệm này làm cải mặn chân thịt ngon lắm. Nè, mỗi người miếng ha. Nè, ăn đi ăn đi. Chú Chính à. Vậy. Chú dắt chúng tôi tới đây làm gì vậy? Thì anh không thấy hả, chỗ này người ra người vô, không chừng hai anh sẽ tìm được kẻ mình cần tìm chứ sao, đúng không? Chú có nhầm lẫn hay không? Đâu có. Ê, kìa. Anh thấy ai không? Chú không định nói cho tôi biết hắn là Lý Hồng Tinh chứ? Đâu có, con nhỏ tôi mới chỉ, nó tên là Hồng. Nè, cách đây trên 2 tháng nó có chuyển qua đây làm ăn. Lúc trước mặt nhà quen cục à, còn bây giờ nó chân diện quá trời. Chú Chính à, chú. Ơi, anh muốn tìm người có phải không? Được rồi, mình tính tiền đi. Tính tiền đi. Ây trà, chết rồi, đáng trí quá, quên mang theo bóp nữa. Trời. Thôi khỏi đâu, 20 đô tôi trả cho. Thiệt ngại quá, cảm ơn nhiều nha, bữa khác tôi trả. Chúng ta đi. Ê trời, đã 5 giờ mấy rồi, tới giờ ăn cơm chiều rồi. Tôi biết có một quán karaoke đã lắm nghe, vừa rẻ vừa đẹp, con bách xa nữa. Sao đi không? Đi hả? Chú đi một mình đi ha. Vậy không phải chứ. Nè, dù gì cũng tới đây rồi mà. Thằng cha Chính này rõ ràng muốn lừa chúng ta mà, không biết đôi bốn có lộn hay không nữa. Thủ lĩnh cái gì, uổng công một ngày. Nè, hay là vậy đi, mình tự đi tìm. Biết tìm ở đâu đi, thượng lĩnh rộng như vậy, không biết hắn có ở đây hay không nữa. Lần này mình tới không biết tung tích, lại không thể nhờ cảnh sát can thiệp. Thôi thì ở lại đây chờ điện của chú Chính đi. Nè, uống miếng nước đi. Anh Lập à. Anh ngồi đây chờ điện thoại nha. Còn anh? Tôi định tung tiền hỏi nhân viên phục vụ có ai biết gì không, còn hơn là ngồi ở đây chờ. Hả? Cả đêm chú Chính không gọi điện thoại tới. Lần này đúng là công giải tràng mà. Thôi bỏ đi, có lẽ là ý trời. Làm ơn trả phòng. Ủa, vẫn chưa tìm được bạn của anh mà. Anh La, đã tìm được Lý Hồng Tinh rồi. Lý Hồng Tinh? Nè. Gì vậy?
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.